Trong đầu tư thì có 3 nguyên tắc mà sẽ giúp anh chị bớt rủi ro, hạn chế rất rủi ro và có thể kiếm được lợi nhuận cao hơn khi mà đầu tư rõ ràng. Thứ nhất đó chính là cái thời điểm, xác định được cái thời điểm vào tiền, xuống tiền nó rất là quan trọng. Cái thứ hai đó là xác định được cái dòng tiền đổ vào lớn. Khi mà cái dòng tiền đổ vào lớn thì sẽ có chợ, nó sẽ có sự sôi động nó rất là nhiều, thanh khoản nó sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Cái thứ ba đó chính là cái số lượng. Khi mà cái thời điểm tốt, dòng tiền lớn đổ vào thì anh chị có thể mua cái số lượng nó nhiều hơn và mang lại cái tỷ suất lợi nhuận nó cao hơn, đúng không ạ? Thì đây là ba nguyên tắc mà áp dụng, không chỉ áp dụng cho cái việc đầu tư bất động sản mà nó áp dụng cho rất nhiều kênh đầu tư khác nhau. Cảm ơn anh chị đã luôn quan tâm ủng hộ đồng hành cùng kênh của tôi trong suốt thời gian vừa qua. Toàn bộ nội dung trên kênh là những trải nghiệm, những phân tích cá nhân của tôi về thị trường bất động sản, như vậy có đúng hay còn thiếu sót rất mong anh chị bỏ qua. Những cái chia sẻ của tôi có thể là sai nhiều hơn đúng, thì rất là mong anh chị hãy nhìn là phần đúng và bỏ qua cái phần sai, lấy đó làm tham khảo để giúp những anh chị đầu tư nó hoặc là mua bất động sản nó tốt hơn, đúng không ạ? Cái kênh của tôi hiện nay đã làm được đâu đó khoảng gần chục năm rồi nhưng mà mãi chưa là nút vàng, thế là rất là mong các anh chị nếu mà video nó có ích anh chị hãy đăng ký ở kênh hoặc là chia sẻ cho bạn bè đăng ký, làm sao đó tôi sớm 100.000 đăng ký cái, vì lâu lắm rồi chưa được 100.000 đăng ký, nó hơi buồn. Quay trở lại với cái nội dung ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ một chút và tổng hợp một chút thông tin bất động sản trong cái thời gian vừa qua, nó có vài thông tin mới. Cái thứ hai là chúng ta cũng xem cái thời điểm đầu tư này, thời điểm nên đầu tư ở đâu, đặc biệt là giai đoạn cuối năm và đầu 2025 nó có sự thay đổi như nào. Cái thứ ba đó chính là trong những năm vừa qua chúng ta sẽ nhìn lại, review lại từ năm 2022 đến nay, đúng không ạ? Cái chu kỳ mới bắt đầu sẽ như thế nào. Trước hết anh chị đều biết rằng là gì, là chúng ta đã bắt đầu từ năm 2022 đến nay, đặc biệt là bất động sản tại Hà Nội tăng giá rất là nhanh, rất là mạnh. Thì nó có những cái câu mà tôi đã chia sẻ rất nhiều lần với anh chị trong suốt các video trên kênh, đó chính là gì? Thời điểm uptrend thì người ta quan tâm giá trị tăng giá, đúng không ạ? Thời điểm downtrend thì người ta quan tâm đến giá trị sử dụng, đúng không ạ? Thì chính là thời điểm vừa rồi người ta sẽ quan tâm đến các cái bất động sản tại thành phố lớn, vì dù sao mà nó cũng có gì, nó có nhiều dân, nó có sự hiện đại, nó có sự người ở, nó có sự di dân, cơ sở tầng phát triển. Thì những năm vừa qua thì Hà Nội đã phát triển rất là nhanh, từ nhà trong ngõ đến chung cư cũ, đến các dự án thấp tầng, đến các cái đất nền bám vành đai. Và bao giờ cũng thế, giai đoạn cuối nó chính là giai đoạn của đất đấu giá. Thì chúng ta hãy nhìn lại những năm 2019, 20, 21, đúng không ạ? Đất đấu giá khi tăng lên thì sau đó sẽ đi chậm lại, sau đó thì trên dần lại. Thì vừa thời gian cách đây vài ngày thôi, các anh chị đều biết rằng là có một cái vụ đất đấu giá ở Thanh Oai, Thanh Cao, Thanh Oai, đúng không ạ? Và làm nổi bật lên trên mạng xã hội khi mà cái giá đất đấu giá nó thấp, khi mà áp dụng cái bảng cái quy trình làm giá đưa ra giá khởi điểm nó khá nó thấp, nên dẫn đến rất nhiều các nhà đầu tư, rất nhiều người mua có nhu cầu đấu giá tham gia vào và đẩy cái giá khởi điểm từ 8,5 đến 12 triệu lên tới gần 100 triệu, lên 80, 90, gần 100 triệu một mét, đúng không ạ? Và rất nhiều người bàng hoàng, đúng không ạ? Thì cái việc này nó cũng đơn giản thôi, thì tôi cũng đã chia sẻ trên báo chí rồi. Các anh chị biết rằng là dần cuối năm Hà Nội nó sẽ là cái nguồn đất đấu giá sẽ là chính là cái điểm sốt nóng nhất. Tại vì sao? Vì là hiện nay giá đất nó tăng cao rồi, đúng không ạ? Giá chung cư tăng cao rồi. Thì cái đương nhiên cái nguồn tiền nó phải tìm về các gì? Các cái loại hình đất đấu giá. Và đất đấu giá thì bao giờ là một cái miếng mồi rất là ngon khi mà pháp lý minh bạch này, đúng không ạ? Rồi lại quanh Hà Nội nữa. Rồi là giá khởi điểm thấp và có cơ hội đầu tư chốt lời rất là cao và nhiều người quan tâm, đúng không ạ? Thì giờ đến cuối năm nay, đặc biệt đó là giai đoạn mà cuối năm là ngân sách nhà nước cần hút tiền, đặc biệt là các cái quận huyện ven Hà Nội. Trong một năm kinh tế khó khăn thì cái nguồn thuế từ đất rất là quan trọng, nên là đương nhiên dần cuối năm nay thậm chí kéo dài được sang năm, đất đấu giá nó sẽ là cái mà phân khúc hot tại Hà Nội, đúng không ạ? Và khi mà chung cư tăng cao, các bạn biết rằng vừa rồi ở tại Hà Nội thì các cái dự án của các cái chủ tư họ thanh khoản khá là nhiều, đúng không ạ? Khi mà chung cư cũ này, giá nhà phố này, giá liền kề này, giá thấp tầng này, nhà trong ngõ này, đất vùng ven này, đất vành đai này tăng cao và làm cho các cái dự án là thanh khoản khá rồi, đúng không ạ? Các chủ tư hiện nay cũng không còn hàng để bán hoặc là còn rất ít hàng mà ra dần thôi, đúng không ạ? Thì đương nhiên cái dòng tiền, cái sự đổ truyền thông sẽ được đẩy vào các cái vùng khác tiềm năng hơn, và đó chính là Hồ Chí Minh. Thì trong cái dự đoán của tôi đã chia sẻ với anh chị rồi, đó nó chính là giờ cuối năm này tôi nghĩ là Hồ Chí Minh, giờ cuối năm và đầu sang năm, và Hồ Chí Minh nó sẽ là cái thời điểm, nó sẽ là cái vùng mà sáng trong tự chỗ giảm, nó sẽ chưa lên vùng ven. Ngoài Bắc chúng ta đã có Hà Nội và Hải Phòng, đúng không ạ? Các bạn biết rằng là gì, là ngoài Hải Phòng và Hà Nội ra thì không có dự án mới là mở bán ở các tỉnh nhỏ khác. Gần đây nhất thì có sàn Hà Nam nhưng nó chưa tạo được sôi động lớn, đúng không ạ? Chưa tạo được sôi động lớn, chỉ có Hải Phòng thôi, là trong các doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất thì đa phần các dán lên từ Hải Phòng, các chị để xem. Nhưng mà trong miền Nam thì nó sẽ phải rằng là Bình Dương, cặp bài chung là Bình Dương và Hồ Chí Minh.
Và điều đặc biệt ấy là các bạn đều biết thấy rằng gì là trước đây thì Hà Nội bao giờ cũng thấp hơn Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Nhưng bây giờ Hà Nội bằng Hồ Chí Minh rồi thì bắt đầu Hồ Chí Minh phải lên một chút nữa. Đó, thì đấy là cái điều rất là quan trọng. Và hiện nay Hồ Chí Minh thì rất nhiều các chủ trương lớn là còn rất nhiều hàng hóa trong đấy, đúng không ạ? Rất nhiều hàng hóa trong đấy. À, và họ cũng cần một cái đợt sóng để thanh khoản được cái nguồn hàng đấy. Đó. Thì khi mà Hà Nội bằng rồi thì bây giờ Hồ Chí Minh phải gì? Tiếp tục tăng đất, thì chúng ta có thể phân tích dựa vào đấy để chúng ta thấy rằng gì là chúng ta sẽ phải quan sát thêm. Đó. Và nếu như Hà Nội như nếu như Hồ Chí Minh mà nó giống như Hà Nội thì sẽ là chung cư cũ tăng, đúng không ạ? Rồi là chung cư mở bán mới sẽ giá cao để mà đẩy cái ra chung cư cũ đi. Tức là những cái dự án mà đã xây rồi có quy mô lớn rồi sẽ thành hot, đúng không ạ? Rồi là nhà trong ngõ, rồi nhà trong phố, đúng không ạ? Và khi mà ở ngoài Hà Nội, các bạn biết rằng là gì, là cái người mà đầu tư miền Bắc vào Hồ Chí Minh rất là nhiều. Khi mà hiện nay Hà Nội là cái dư địa tăng giá nó không còn nữa. Và các bạn biết là ở Hà Nội hiện nay cái dư địa tăng giá không còn nữa. Cái thứ hai là cái tỷ suất cho thuê nó không bao giờ bằng được Hồ Chí Minh được, đúng không ạ? Ở Hồ Chí Minh nó tỷ suất cho thuê nó cao hơn, tỷ lệ tăng giá nó nhanh hơn. Thì lượng một cái lượng tiền rất là lớn của cái người đầu tư, người nhà đầu tư, nhà đầu cơ Hà Nội sẽ đổ vào Hồ Chí Minh. Những cái dấu hiệu vừa qua, ví dụ như bảng giá đất tăng rất nhiều lần này, đền bù đất cao hơn này, đúng không ạ? Các dự án được phê duyệt trong đấy rất là nhanh, rất là mạnh này. Đấy, rồi một số chủ tư triển khai lại này, đúng không ạ? Và đặc biệt cuối năm, các bạn biết rằng cuối năm thì Hồ Chí Minh bao giờ là cái trung tâm của kinh tế sôi động rất là lớn, cái nguồn tiền chốt lời thì kinh doanh, cái việc nguồn tiền thì Việt kiều, đúng không ạ? Nguồn vốn FDI, rồi là cái người Việt kiều được phép mua nhà. Các bạn biết rằng là vừa rồi ở miền Bắc chúng ta thì đặc biệt là Bắc Ninh ấy, thì cái số lượng người Trung Quốc mua chung cư rất là nhiều. Tại các dự án được phép ấy, đúng không ạ? Thì tới đây dần cuối năm nay thì cái người mà gọi là Việt kiều, cái lượng người Việt kiều trong miền Nam nó nhiều hơn mà, đúng không ạ? Nó sẽ đổ về một lần nữa để mua các cái dự án chung cư tại Hồ Chí Minh. Đây là cái điều rất là quan trọng nha. Thế nên là chúng ta hãy phân tích như vậy để thấy rằng gì là dòng tiền cuối từ cuối giờ cuối năm nay có thể đổ vào Hồ Chí Minh, có thể đổ vào các cái tỉnh ven Hồ Chí Minh, ví dụ như có thể là Bình Dương hoặc Vũng Tàu, đúng không ạ? Đó. Thì nó cũng giống như miền Bắc thôi. Đó. Thì khi mà Hà Nội tăng cao qua rồi thì người ta phải chốt lời. Hiện nay các bạn biết rằng là gì, là hiện nay ở ngoài Hà Nội thì ví dụ như chung cư nhà trong ngõ thì không nói, nhà trong ngõ thì không nói, đúng không ạ? Nhưng chung cư đa phần trong hơn một năm vừa qua, đa phần hiện nay những người mua là lắm giữ lâu dài rồi, nó bắt đầu đến giai đoạn là khó thanh khoản, khó mua rồi. Khi mà khó mua sẽ là khó thanh khoản và chủ nhà sẽ hét giá rất là cao và tỷ suất lợi nhuận nó không hấp dẫn nữa. Bây giờ mua ở chung cư Hà Nội nó sẽ khó thanh khoản và cái tỷ lệ tăng giá nó không còn nữa, với các nhà đầu tư sẽ không hấp dẫn nữa vì tỷ suất cho thuê nó rất là thấp. Và để tăng giá tiếp theo thì nó cần một cái lớp nhà đầu tư mới, và cái lớp nhà đầu tư mới này thì nó phải cần rất nhiều năm để tích lũy thu nhập, đúng không ạ? Cần 5 7 năm như là thế, là cái chung cư cũ ở Hà Nội nó sẽ đi ngang. Thì cái quan điểm của, đây là cái dự đoán theo cái quan điểm của tôi thôi, đó là cái nhà ngõ, những kẻ nhà trong ngõ thôi. Các bạn biết là bắt đầu xuất hiện những cái cổ phiếu penny rồi, đó là đất đấu giá này tăng giá rất là nhanh, rất là khủng. Cái thứ hai là nhà trong ngõ xuất hiện lên tà giá rất là khủng luôn, đúng không ạ? Và chung cư mới mở bán với giá rất là khủng luôn, đúng không ạ? Thì đương nhiên ấy, là xuất hiện như vậy là cái tỷ suất lợi nhuận tham gia vào việc đấy nó không còn cao nữa. Kể cả đất ven vành đai bây giờ cũng giá rất là cao rồi, cái tỷ suất lợi nhuận nó không còn cao nữa. Lúc trước người ta mua 20 30 triệu, người ta bán 40 50 triệu, thì bây giờ mua 40 50 triệu làm sao bán được 70 80 triệu được, rất là khó, đúng không ạ? Thì cái tỷ suất lợi nhuận không cao nữa, nó sẽ dẫn đến chuyện đi ngang và cái nhà đầu tư ôm rồi rất khó thành quả, thì sẽ không có còn tiền, chỉ có một phần họ sẽ đổ đi nơi khác để tạo sóng mới, đúng không ạ? Và những người giữ còn lại nó sẽ khó. Thì cái rất nhiều người có hỏi tôi rằng là cái chung cư Hà Nội nó có tăng tiếp đấy không? Thì quan điểm của tôi là chung cư cũ thì rất là khó tăng tiếp một nữa. Chung cư cũ ở đây chúng ta phải đánh giá là những chung cư cũ mà đã hoàn thiện rồi, đã ở full rồi thì rất khó tăng giá tiếp nữa, có thể tăng đâu đó cộng trừ 50%. Dần cuối năm có thể có sóng một chút nữa, nhưng có thể cộng trừ tăng 5, 10, 20% là cùng thôi, đúng không ạ? Vì số lượng hàng mới trong năm 2022 rất là nhiều. Và chung cư, các cái dự án chung cư mà bán mới ở cái giá cao thời điểm này khoảng 1 2 năm nữa nhận nhà ấy, thì đương nhiên là sẽ khó tăng nữa. Tại vì sao? Đã mở bán nó ngay đã căng cao rồi, đúng không ạ? À, khi nhận nhà thì đương nhiên là cái tỷ lệ rơi rớt, vỡ nợ, phá sản hoặc là thay đổi dòng tiền họ sẽ không đóng vào nữa, đúng không ạ? Và lúc đấy mà không kỳ vọng tăng giá, họ sẽ bán cắt lỗ, và cắt lỗ sẽ cộng trừ 30% vì họ này hạn hiện nay họ vào 30%, mà đến lúc đấy lãi suất ngân hàng có thể tăng cao, đúng không ạ? Thì rất nhiều người sẽ buông và bán cắt lỗ vào đây đi, thì chung cư bao giờ cũng như vậy, đúng không ạ? Và chung cư sẽ tăng giá ổn định khi nào ạ? Khi mà dân về ở đông, dân ở đông chứng tỏ dân về ở đông và họ hài lòng cao, thì họ sẽ mua cho con họ, con cháu họ, rồi bạn bè của họ vào, sẽ tự động sẽ làm cái khu dân cư nó có giá lên thôi, đúng không ạ? Thế đấy là về chung cư. Còn đương nhiên nhà trong ngõ, các bạn biết rằng là gì, là vừa rồi thì nhà trong ngõ cũng tăng rất là cao. Hiện nay các bạn biết rằng là những cái ngõ mà trên các cái quận trung tâm,
đấy, khoảng 20-30 mét thôi, nhưng mà bây giờ giá khoảng 200, thậm 170, 200, thậm chí là hơn 200 một mét mà đường ô tô không vào được. Thì rõ ràng các bạn thấy rằng là gì, là cái lợi thế này là cái lợi thế của các dự án bán vành đai 3,5, vành đai 4 đấy, trong những năm tới đây, khi mà nhà trong phố nó quá tăng cao, trong cái đó điều kiện sống, môi trường sống nó không tốt, thì chính là cái điều kiện, là cái lợi thế của các dự án gọi là gì, có quy mô, có sự đồng bộ, có sự ổn định lớn, có môi trường sống tốt ở các vành dự án ảnh vai vành đai, và nó sẽ đẩy ra thôi, đúng không ạ? Và kể cả như Hà Nội dần cuối năm cũng sẽ có một đợt, số đợt sóng nhỏ thôi các bạn. Tôi nói lại một chút, các bạn thấy là gì, là sẽ là sóng kỹ thuật nhỏ, đúng không ạ? Do có cái chủ sàn chủ tư họ làm vào trong thời điểm này thì rất khó để có đại sóng được, đúng không ạ? Nó sẽ sóng theo các dự án, sóng theo số lượng hàng của các cái chủ đầu tư, của các cái đại lý họ gom ra họ làm và sale làm thôi. Quay trở lại một chút, các anh chị thấy rằng là gì, là Hồ Chí Minh, thì nếu mà anh chị nào đã trải nghiệm những cái đợt sóng hơn một năm vừa qua tại Hà Nội, từ chung cư nó bắt đầu tăng giá từ tháng, như cái dự đoán của tôi, từ những cái chia sẻ của tôi là từ tháng 8, từ cuối năm 2022. Nó bắt đầu đã giao dịch gom rồi, và lúc đấy là rất dễ mua, rất dễ bán, tỷ suất sinh lời rất là cao, lúc đấy chưa ai quan tâm cả. Và đến tháng 3 năm 2024 thì bắt đầu là đã tăng khoảng 2 đợt, cuối năm 2022 này, đầu 2023 này, xong cuối năm 2023 này, trong đầu 2024 này, đúng không ạ? Tăng khoảng 3 đợt, đúng không ạ? Và nó tăng một đợt, mỗi một đợt đã tăng khoảng 10-15%, và đến thời điểm từ tháng 3 thì nó cũng khá là cao rồi, và đến thời điểm mà nó tăng tiếp khoảng 12% nữa. Nhưng mà các bạn thấy là gì, là từ tháng 3 đến nay thì mua khó hơn, bán nó khó hơn, đúng không ạ? Và số lượng lớn nó khó mua, và cái cảm giác rủi ro, cái cảm giác cái hòn tay bỏng ấy, cảm giác là bỏ hòn, cảm giác là gắp cái hòn lửa ấy, nó sẽ lan truyền rất nhanh hơn. Và bây giờ những cái người mà đang giữ nhiều thì đương nhiên sẽ cảm thấy nó bất an, nó khó chịu hơn. Thế là những cái người đầu tư chuyên nghiệp họ sẽ không vào cái thời điểm này, hoặc là họ chỉ vào cái phần lợi nhuận thôi, đúng không ạ? Thì hiện nay Hồ Chí Minh thì tôi đã có một cái video chia sẻ về Hồ Chí Minh cách đây khoảng hình như chắc phải 2-3 tháng rồi đấy, đúng không ạ? Và khi mà cái hôm đấy tôi vào chia sẻ Hồ Chí Minh ấy, thì lúc đấy nó chưa ai quan tâm cả. Thì Hồ Chí Minh hiện nay nó giống hệt như Hà Nội cách đây hơn một năm trước. Tức là dự án chung cư cũ bắt đầu là có sóng, bắt đầu là có sóng các chung cư cũ, và thanh khoản trong những tuần vừa qua đã nhiều hơn. Tại vì sao? Vì cái bây giờ là tháng 8 rồi, quý 3 quý 4 rồi, đặc biệt là đầu sang năm 25 này nữa, đúng không ạ? Trong đợt bực cái du mo và cái giá bảng, cái giá đất mới nó làm cho dân bắt đầu ngạc nhiên, đúng không ạ? Rồi là kết hợp với cái nguồn sóng, nguồn tiền từ cái nhà đầu cơ, nhà đầu tư Hà Nội nhảy vào nữa, khi sau khi chốt lời, đúng không ạ? Thì nó sẽ tạo ra một cái sóng trong kéo dài ở đâu đó khoảng một năm nữa, thậm chí là kéo dài đến quý 2 quý 3 năm 2025 tại Hồ Chí Minh. Đó là đất chung cư cũ, đúng không ạ? Những dự án chung cư cắt lỗ nó sẽ quay về cái giá không còn lỗ nữa này. Rồi là những cái dự án mà hot, những cái dự án mà bán đường vành đai 3, vành đai 4, đúng không ạ? Ở đất nền vành đai 3 hay 4. Rồi là những dự án cũ mà thấp tầng cũ ngày xưa chưa tăng thì bây giờ sẽ tăng tiếp. Thì đây là cái cơ hội dành cho các nhà đầu tư, các anh chị cần phải tham khảo và xem kỹ, tùy vào cái khẩu vị, vào cái mục tiêu của anh chị sẽ phải đầu tư cái nào nó cho nó phù hợp. Thì đấy là những cái key anh chị hoàn toàn có thể tham khảo, những cái trải nghiệm vừa rồi, những cái cơ hội đầu tư vừa rồi trong hơn một năm vừa qua ở Hà Nội, nó tăng 20, 30, thậm chí 40%, đúng không ạ? Thì lúc này anh chị hoàn toàn có thể mua được với cái giá nó tốt và kỳ vọng bán trong thời gian ngắn hạn, đúng không ạ? Thì với những nhà đầu tư họ sẽ ngắn hạn để đi vốn như vậy. Còn tất nhiên là với những người mà họ thời điểm này ở Hồ Chí Minh, với những người mà họ dư tiền, họ muốn đầu tư nó dài hơn, có dòng tiền tốt hơn thì nó tốt thôi, đúng không ạ? Ví dụ như các bạn biết là chung cư Ba Son, hiện nay nó vẫn đang ở cái giá mở bán này, hay là Vinhome quận 9 hiện nay vẫn đang ở cái giá mà bán, thậm chí cắt lỗ này, đúng không ạ? Vành đai 3 này 4 Hồ Chí Minh nó chưa tăng cao này, mặc dù là hiện nay xây dựng cầu rồi đường làm rất là nhanh, chưa tăng cao, thì rõ ràng đấy là chính là cái cơ hội để đổ vốn vào. Thì tôi nói lại một lần nữa, ở Hồ Chí Minh nó có nhiều điều kiện để dòng tiền lớn đổ vào, và thời điểm này khi mà người ta chưa nhắc nhiều, chưa mua nhiều thì là còn cơ hội, đúng không ạ? Thì chúng ta hiện nay chúng ta chưa quá tập trung vào các tỉnh vùng ven vội, đúng không ạ? Tại vì bao giờ cũng thế, là nội đô các thành phố lớn, trung tâm các thành phố mà nó có tiềm năng nhất thì hiện nay vẫn đang chờ, đang người ta vẫn đang sợ khủng hoảng mà, đúng không ạ? Đúng không ạ? Họ vẫn đang sợ khủng hoảng nên là họ sẽ ưu tiên chọn những cái gì nó có giá trị, họ sử dụng là ngay, và nhìn thấy dân cư đông đúc ngay, và nhìn thấy cái lượng di cân lớn, di dân lớn, lượng nguồn tiền lớn đổ vào, đúng không ạ? Đặc biệt là các bạn biết là thời điểm này thì đặc biệt là cái thông tin vừa rồi liên quan đến bảng giá đất mà di rời, tức là thì sau 1/8 nhiều người nghĩ rằng bảng giá đất áp dụng ngay, nhưng mà hiện nay thì phải đến 31 tháng 12 năm 2025, đúng không ạ? Thì mới áp dụng bảng giá đất mới, nên là nhiều cơ hội dành, lúc này nó là tranh tối tranh sáng mà,
Đấy, nhiều người sẽ nghĩ là giá đất tăng rồi nhiều người sẽ đi chuyển đổi, nhiều người sẽ đi mua đất rẻ rồi là. Còn tất nhiên đến lúc đấy nhà nước sẽ đưa ra những cái nghị định, những cái thông tư mà nó đi chi tiết vào thì nó sẽ siết lại, thì lúc đấy cũng có thể có người được và có người mất, thì tùy vào mỗi người thôi. Còn nếu mà chúng ta an toàn thì chúng ta sẽ cứ lựa chọn cái gì nó đúng yêu cầu, đúng mục tiêu, đúng cái khẩu vị chúng ta, để chúng ta lựa chọn cái đầu tư nó an toàn hơn, đúng không ạ? Thì anh chị thấy rằng ấy, là đầu tư bất động sản nó bao gồm rất nhiều các cái loại hình đầu tư khác nhau, đấy, từ đất nền, đất lúa, đất ruộng, đất cây lâu năm, nhà phố, nhà trung tâm, đấy, rồi là chung cư, đúng không ạ? Ở Hà Nội vừa rồi thì các bạn biết rằng là gì, là có hai cái nhóm mà kiếm tốt nhất, đó chính là cái nhóm đầu cơ chung cư, đầu tư chung cư, nhưng nó chỉ trong một thời gian ngắn thôi, đúng không ạ? Cái thứ nhóm thứ hai đó chính là nhà đầu phố. Các bạn biết là những cái người mà làm nhà phố trong 2 năm vừa qua, trong từ 20 đến nay thì họ ăn hai đợt sóng rồi, đúng không ạ? Thì vì từ 20 đến nay thì nhà phố liên tục tăng, đúng không ạ? Và đặc biệt là những cái người mà mua đất mà xây ấy, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái loại hình nữa mà anh chưa thể áp dụng ở Hồ Chí Minh. Khi mà chung cư tăng ấy, thì nó sẽ quay lại quay xuống nhà phố, nhà ngõ thôi. Đấy, khi mà chung cư tăng quá cao thì người ta lại quay về xuống nhà phố nhà ngõ. Tại vì sao? Vì ví dụ hiện nay Hà Nội thế tầm 3 đến 5 tỷ mới một căn hai phòng ngủ, nhưng mà 3 5 tỷ người ta có thể mua một nhà trong ngõ mà có thể ở được hai ba thế hệ, đúng không ạ? Đó, thì đấy là cái mà các anh chị thấy có thể nghiên cứu để áp dụng đầu tư vào Hồ Chí Minh. Ví dụ Hồ Chí Minh, ví dụ như vừa Hà Nội chẳng hạn, những cái người mà đầu tư đất phố thì vừa lãi được cái giá trị đất tăng, cái thứ hai là thanh khoản cực kỳ tốt. Tại vì một trong cái đáng lo ngại nhất của nhà phố đó chính là động vốn. Thì khi mà bỏ tiền mua đất này xây lên, nó mất rất nhiều các cái công sức, đấy, tiền giấy tờ, tiền chạy, rồi nó động vốn rất là lớn, xây dựng rất là khó, đúng không ạ? Thì đợt vừa rồi ấy, trong mấy năm, trong 4 năm vừa qua, từ 20 đến nay thì giá đất Hà Nội vừa tăng tiếp tục này, tăng hai đợt này, hai lần liên tục rồi, rất là cao. Đấy, cái thứ hai là thanh khoản rất là dễ, đúng không ạ? Mà xưa xây xong đã bán được ngay. Đấy, cái thứ ba là quay vòng vốn rất là nhanh. Đấy, nhà phố để vay rất là dễ nữa, nên là các bạn thấy rằng là trong khoảng 3 4 năm vừa qua thì những cái anh chị mà đầu tư xây nhà ngõ, xây nhà phố bán này lại là tốt nhất, và họ lợi nhuận vừa lời cái phần đất này, vừa lời cái phần mà bán nhà này. Đấy, rồi là vừa tận dụng được cái quay vòng vốn nhanh này. Đó. Còn những cái người mà đầu tư chung cư thì họ đơn giản là họ chỉ ăn được cái ngắn thôi, tại vì cái vốn nó bỏ vào cũng cao. Đó. Những cái người mà bạn mà kiếm nhiều tiền nhất trong giai đoạn chung cư sốt nóng ở Hà Nội vừa qua đấy chính là các bạn môi giới, đúng không ạ? Thì khi chúng tôi xuất nóng, các bạn môi giới kiếm nhiều nhất vì bỏ không bỏ lồng nào, đúng không ạ? Còn đất nền vùng ven thì nó số lượng nó ít, đúng không ạ? À, đất nền vùng ven thì vừa rồi số lượng nó ít nên nó bám vành đai 4 nhà 5, số lượng ít tham gia chỉ sóng một đợt nhỏ, thế sau đó người mua mới nhảy vào nó lại im ngang, im ngang ngay, đúng không ạ? Còn những người mà chuyên nghiệp đấu giá thì họ phải 50 50 họ chờ thôi. Đấy, số lượng đấu giá đầu năm vừa qua nó không nhiều, gần cuối năm này đấu giá Hà Nội mới nhiều này, đúng không ạ? Còn đấu giá Hồ Chí Minh thì không có. À, các bạn thấy không ạ? Ở Hà Nội thì rất nhiều đất đấu giá và nhiều người chuyên đi đầu tư đất đấu giá để làm, để kiếm tiền. Nhưng ở Hồ Chí Minh thì không có. Ở Hồ Chí Minh thì có chung cư này, đất phân lô này, nhà phố này, đúng không ạ? Rồi là đất vùng ven, Hồ Chí Minh nó có, các dự án nó rất là nhiều. Còn dự án đất nền ở ngoài Hà Nội thì gần như không có, đúng không ạ? Chỉ đất đấu giá thôi. Đây là cái sự khác nhau giữa hai vùng miền, sự khác nhau giữa hai vùng miền, đúng không ạ? Còn kể cả họ có làm dòng tiền, họ sẽ ưu tiên Hồ Chí Minh nhiều hơn, thì tỷ suất cho thuê nó tốt hơn, đúng không ạ? Đó. Còn đó như là nhà phố này, xây cho thuê này, môi giới này, đấy, rồi là chung cư này, đất nền này, đất đấu giá này, đấy, thì trong cuối năm nay sẽ đất đấu giá. Đấy, còn các đại lý bất động sản vừa qua thì các bạn biết rằng là hiện nay ở miền Bắc ấy, thì các đại lý bất động sản là người ôm rất là nhiều hàng, đấy, đặc biệt là tham gia vào các chủ tư lớn nữa. Rất nhiều các đại lý thậm chí là không qua nổi luôn, là phải sập luôn, đúng không ạ? Đấy, khi mà các đại lý ôm lớn thì họ tổ chức hàng bán lớn thôi. Hiện nay thì các đại lý nó gần như các giống các chủ tư thôi. Các bạn biết là các chủ tư hiện nay cũng rất là khó khăn, khi mà vẫn phải gánh nợ trái phiếu, rồi là thanh khoản thị trường nó vẫn là thấp. Đấy, bán hàng ra thì cũng gọi là sôi động, nhưng sôi động trong khu vực nhỏ thôi, để số lượng lớn thì chưa có được. Đấy, nên là họ vẫn phải tập trung các thành phố lớn để bán được hàng, đúng không ạ? Thì như tôi nói rằng là gì, là cái thời điểm đó, thời điểm Hồ Chí Minh, thời điểm dòng tiền này, số lượng hàng. Còn các bạn có anh chị nào mà thích theo kiểu trong Hồ Chí Minh, nói lại là anh chị thích khẩu vị đất thì bám theo các đường vành đai, các đường cơ sở tầng phát triển. Cái thứ hai có thể chung cư, vừa cho thuê vừa an toàn, lựa chọn các chung cư cũ hạ tầng đẹp, mua giá nó chưa tăng quá cao, hoặc là thậm chí là mua căn lỗ ở dự án, sổ đỏ pháp lý anh chị yên tâm. Cái thứ ba là nhà ngõ, nhà phố, đúng không ạ? Thì anh chị hãy lựa chọn cho mình các cái kênh đầu tư như vậy. Thế còn Hà Nội thì rất khó để tăng tiếp vào rồi, khó để tăng tiếp vào nữa, đúng không ạ? Thì tôi vừa phân tích để các anh chị thấy rằng là gì, là trước mắt chúng ta sẽ vẫn Hà Nội và Hồ Chí Minh, và tại sao Hà Nội bây giờ nó khó, và tại sao Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Để anh chị lựa chọn.
Không biết ý kiến của anh chị như thế nào, anh chị hãy comment xuống phía dưới nhé. Hẹn gặp lại anh chị trong video tiếp theo. Xin chào.